Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi review về một sản phẩm. Đó chính là một lọ nhũ mắt nhé. Thì các bạn thấy thì trên tay mình đang cầm một lọ nhũ để đánh mắt cho mọi người này. Màu của nó là màu trắng mọi người ạ. Tô điểm cho đôi mắt thêm xinh đó mọi người. Lọ này của mình thì nó khá là bé mọi người ạ, nhưng mà dùng được rất là lâu ấy, vì đi đâu thì thi thoảng mình cũng mới đánh. Bóng lồng bóng lộn luôn mọi người ơi, nhiều viên tuyến dã mà mọi người ạ. Đây nha mọi người, mọi người nha. Đây là lọ cũng khá đẹp mọi người nhỉ, khác hẳn mắt mình này. Em bồ nốt mắt mình này. Sử cách sử dụng rất là dễ mọi người ạ. Mọi người chỉ cần vẽ theo hàng mi này, vẽ thêm một tí xíu nha mọi người. Cho nhỏ đi cái. Đây nha mọi người. Con xin lỗi bố đi. Con xin lỗi bố đi. Nói em đang quay lại tránh đi. Tránh. Đây mọi người nha, thì mọi người thấy sự khác biệt giữa một đôi mắt được trang điểm với một đôi mắt không được trang điểm không? Màu của nó là màu trắng bạc nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo lại này dùng để tô điểm cho mắt thêm xinh nha. Cái này giá của nó là 15.000 đồng nha các bạn, rất là rẻ các bạn ạ. Để mình xem nào nó là hãng gì nhá. Nhũ mắt mọi người nha, mọi người có thể lên Shopee và soạn là nhũ mắt nhé, thì nó sẽ ra. Đây là một lọ nhũ mắt dùng để trang điểm cho mắt thêm long lanh, rất là xinh mọi người. Mọi người có thể mua ở những cái cửa hàng mà bán mỹ phẩm mọi người, mỹ phẩm này, mua ở chợ cũng có thể mua trên Shopee, rất là nhiều nơi các bạn có thể mua, giá rất rẻ, dùng rất lâu mọi người ạ. Nó chỉ có một bình bé tẹo như thế này thôi mà dùng được lâu phết mọi người. Phân màu của nó thì nó cũng có rất là nhiều phân màu mọi người ạ, màu cam, màu vàng cam và màu nhũ trắng này nhá, nhũ cam và nhũ trắng nhá, rất là đẹp nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo nhé, rất dễ sử dụng mọi người. Mọi người chỉ cần mở
Mọi người chỉ cần mở này và sử dụng một lượng vừa đủ. Ở trong cái nhũ này nó có một phần lớp nước bóng bóng, nó giống như kiểu là keo á mọi người. Nó dùng để cố định và dán phần nhũ này cho nó cố định, nó không bị ấy mọi người. Khá là đẹp mọi người ạ. Mọi người có thể tham khảo cái lọ này dùng để trang trí cho khuôn mặt nha. Đây là lớp lớp phần nhũ mà mình đánh nha. Mắt mình cũng đánh đấy mọi người này, rất là lóng lánh luôn nha mọi người. Là màu của nó mọi người này, nó bám khá chắc đấy mọi người ạ. Rất là lóng lánh long lanh luôn. Màu này là màu trắng bạc. Đúng rồi, cái phần mà nước nước đấy thì nó giống như là keo mọi người. Keo để cố định cái phần đấy mọi người này. Đây, nó khô đấy mọi người này. Khi mà nó khô rồi thì mình chùi sẽ không ra nhé. Khi nó khô và mình chùi thì sẽ không ra được cái phần kim tuyến lấp lánh này. Đây mọi người ạ, khi nó khô thì nó không ấy đâu, không bong đâu mọi người nhé. Chất sơn rất là tốt. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào cả nhà.